chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiết trời nắng ấm giữa mùa đông mang lại cảm giác dễ chịu cho ngày cuối tuần ở khu vực Bắc Bộ. Ngay cả vào lúc nửa đêm về sáng thì thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong ngày, nhưng trời cũng chỉ rét nhẹ với nhiệt độ hầu hết xấp xỉ 20 độ ở vùng đồng bằng và trung du. Còn tại khu vực vùng núi thì nhiệt độ cũng dao động trong khoảng từ 17 đến 19 độ. Đến gần trưa trời nắng đẹp, nhiệt độ tăng nhanh, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp khu vực đều phổ biến từ 25 đến 28 độ. Riêng một số nơi thuộc Điện Biên, Lai Châu và phần phía Bắc của tỉnh Sơn La, nhiệt độ còn lên đến 28-30 độ. Tại khu vực Trung Bộ, thời tiết cũng chuyển tốt dần, mưa giảm, chỉ còn xảy ra một vài nơi, nền nhiệt trên toàn khu vực tiếp tục tăng cao. Còn tại các tỉnh thành phía Nam, thời tiết cũng chưa có biến động gì nhiều, chỉ lưu ý là chiều cường trên các sông Nam Bộ đạt mức cao nên đã gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đáng kể đến tình hình giao thông cũng như là sinh hoạt của người dân trong khu vực. Theo dự báo của các chuyên gia về thời tiết ấm áp giống như ngày hôm nay sẽ vẫn duy trì ở các tỉnh miền Bắc nước ta trong đêm nay và ngày mai. Tuy nhiên thì trên toàn khu vực mây có xu hướng nhiều hơn, độ ẩm không khí tăng nhẹ, đồng thời thì nền nhiệt cũng giảm xuống đôi chút. Vào thời điểm nửa đêm và sáng thì sương mù nhẹ vẫn xuất hiện ở một vài nơi ở vùng ven biển, còn có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm dao động ở ngưỡng 20 độ. Sang ngày mai thì nhiệt độ giảm nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ rơi vào thời điểm khoảng 1-2 giờ chiều với mức nhiệt từ 25 đến 27 độ. Riêng tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, một số nơi nhiệt độ vẫn giữ ở mức cao là từ 28 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, ban ngày có nắng, chiều tối và đêm một vài nơi ở vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa dông nhưng lượng không nhiều, nền nhiệt ít có sự chênh lệch giữa phần phía Bắc và phần phía Nam như những ngày đầu tuần. Nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ 28 đến 31 độ. Vào sâu xuống phía Nam, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chưa có hình thế thời tiết nào gây mưa trái mùa tác động đến khu vực nên thời tiết tiếp tục ổn định, trời ít mưa và số giờ nắng cùng nền nhiệt cũng khá cao. Riêng vùng hạ lưu các sông ở khu vực Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, tình trạng ngập úng do mực nước đỉnh chiều cao vẫn còn duy trì trong hôm nay và ngày mai, sau đó mới được cải thiện dần vào đầu tuần tới. Dự báo xu thế thời tiết trong 48 đến 72 giờ tới, các tỉnh khu vực miền Bắc tiết trời nắng ấm trong khoảng 2 ngày nữa, sau đó thì do ảnh hưởng của không khí lạnh nên quay trở lại kiểu thời tiết nhiều mây, một vài nơi có mưa nhỏ và chuyển rét trở lại vào khoảng ngày 18 tháng 12. Các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng có mưa và nhiệt độ giảm dần. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi. Và ngay sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi từ 28 đến 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và có nơi có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa không mưa với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong đêm nay và ngày mai, thời tiết trên phạm vi cả nước đều đẹp, rất thích hợp cho kỳ nghỉ cuối tuần. Trong đó thì các tỉnh Bắc Bộ trời ấm áp, khu vực ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày có nắng. Bản tin dự báo thời tiết tối nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.